Bóng đá của Việt Nam rất giống với Nhật Bản, huấn luyện viên Trussier chỉ ra điểm giống để vào World Cup. Thưa quý vị, mới đây nhất, tờ báo thể thao hàng đầu Trung Quốc Sina Sport đã gây chú ý khi công bố bài phỏng vấn độc quyền với huấn luyện viên Trussier về giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Tại đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ, có thể nói đó là một thử thách, một giấc mơ với bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần có giấc mơ như vậy. Dựa trên kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, tôi nhận thấy các cầu thủ Việt Nam rất kỷ luật, luôn tập trung khi làm việc, họ rất quyết tâm và mong muốn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Điểm này rất giống với các đội bóng Nhật Bản, Trung Quốc mà tôi từng huấn luyện trước đây. Hơn nữa, với bóng đá Việt Nam, muốn phát triển thì phải có ước mơ, vì vậy, đây không chỉ là giấc mơ của riêng tôi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Trussier cũng nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam muốn vào World Cup trước tiên cần phải thoát ra vòng tròn nhỏ của Đông Nam Á, phải kiểm soát bóng chứ không thể lúc nào cũng phòng thủ rồi phản công.